Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với shop bán hàng online, bán phụ kiện vật tư nuôi ong, dinh dưỡng cho ong. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái cách trộn phấn hoa, bột đậu để mình cung cấp dinh dưỡng cho ong nhé các bác nhé. Thì bây giờ thứ nhất là mình sẽ có hai loại phấn này, phấn cà phê và phấn cỏ kim. Phấn cà phê, phấn cỏ kim nhé. Nếu mà anh em mà chăn ong nội mà chăn ít thì dùng cái phấn cỏ kim. Cỏ kim này thì nó đắt tiền hơn ở cái chỗ là nó là hàng sạch cho cả người ăn được luôn. Nhưng mà năm nay thông báo luôn với các bác là phấn nó hiếm, nó bị cháy hàng, giá nó giá rất là cao đấy. Đây là phấn cỏ kim này. Còn anh em bình thường mà chăn ong, ong ngoại ấy, mà chăn số lượng lớn ấy thì là thường chăn bằng phấn cà phê. Đây nhà em đấy, em cũng chuyên chăn phấn cà phê nó quen rồi. Chăn phấn cà phê thì nó vừa kinh tế, có nghĩa nó rẻ hơn một chút. Nhưng mà ong nó cũng khá là bốc lên khá mạnh đấy. Thì hôm nay em sẽ làm bằng cái phấn cà phê này nhé, chăn bằng phấn cà phê này. Thì bây giờ thứ nhất thì mình sẽ pha theo cái tỷ lệ, pha theo tỷ lệ nhé, là một cân phấn này. Cái này nó vào gần một lạng ấy, thì sẽ cân hơn một cân. Hơn một cân chút rồi. Đây là bằng cân một cân mốt thì là trừ bì là còn một cân nhé. Trừ bì còn một cân. Thì lấy một cân phấn hoa này. Một cân phấn hoa. Cái này thì các bác nếu mà để hiệu quả nhất thì là có nghĩa là 3 phấn mình đi với lại một bột đậu. Đấy, có nghĩa là 3 cân phấn hoa thì đi với một cân bột đậu tương. Thì cái này là của em là có một cân phấn hoa thì em sẽ đi với lại 3 lạng. 3 lạng cái bột đậu này. Gọi là 3 phấn với một bột nhé. 3 phấn đi với một bột. Thì bây giờ thứ nhất ấy là các bác sẽ rội nước. Nước sạch thôi nhá. Đấy, rội nước sạch vào đây. Mình rội nước sạch mình trộn lên cho nó gọi là ngấm đều nước một chút. Các bác đừng nên trộn, không nên trộn nhão quá, trộn vừa ngấm thôi. Bây giờ để như này là nó sẽ ngấm, nó mềm cái phấn ra. Đấy, khi nó mềm cái phấn hoa nhuyễn cái phấn ra rồi ấy, thì lúc đấy bắt đầu mình trộn bột đậu vào. Mình trộn bột đậu vào. Đây là nhanh cực kỳ luôn, nó ngấm luôn này các bác này. Sau đó là mình trộn bột đậu vào này. Thì chia sẻ luôn với các bác nhé. Thứ nhất, nếu mà mình cho ăn được phấn không ấy thì nó sẽ tốt hơn. Cái bột đậu này ấy, là mục đích đưa vào đây ấy, để làm cho nó gọi là kinh tế hơn, giảm giá thành đi là một. Và thứ hai nữa là để cho nó khi mà mình bo ấy, này hơi khô này, có thể cho thêm ít nữa. Khi mình bo lên xà cầu ấy là nó thành hình chỉ, nó thành hình chỉ, nó không bị chảy. Mục đích của cái bột đậu ấy là làm cho mình bo nó dễ, nó không bị chảy ấy. Này các bác nhào nữa đi cho nó mềm được không? Thì bây giờ một phấn là sẽ đi với lại một cân đường nhé. Đấy, một phấn đi một cân đường. Cái này em mới cắt ra mà đã có kiến nó tới rồi đây này. Một phấn đi với một cân đường nhé. Cái này lưu ý các bác ấy là dùng luôn cái đường trắng, dùng đường trắng thôi là tốt nhất. Đó, dùng đường trắng. Thế cái này mà các bác nào mà không có những cái dinh dưỡng bổ sung thì mình sẽ lấy cái lon sữa bò mà sữa ông thọ ấy, đây là kiến bỏ ra này, sữa ông thọ ấy, mình cho nó vào đây thì nó sẽ tăng cường cái gọi là dinh dưỡng vitamin cho ong, nó tốt hơn. Nhưng mà nhà em này em có cái dinh dưỡng cho ong đặc biệt, đó là cái minvit này hoặc là aminvit. Nhưng mà đây của em thì của em là có khoảng hơn chục đàn ong thôi, 15 đàn, thì em sẽ dùng cái gói kích đẻ này, nó sẽ phù hợp hơn, là có nghĩa là trọng lượng nó ít, mình dễ dùng. Em cho gói kích đẻ này vào, con chúa đang được thì nó để rát hàng luôn các bác nhé. Để cho con em sẽ dùng gói kích đẻ này. Gói kích đẻ một gói này ấy, mình sẽ dùng với 5 cân. Thì như của em ở đây là sẽ có một cân phấn rồi, rồi ít bột đậu nữa, em sẽ cho nó khoảng 1/4, có nghĩa là chia làm 4 lấy 1 đấy.
cái này thì mình cũng áng chừng thôi chứ không phải là chính xác tuyệt đối đâu. Kia là 4 lấy 1. Rồi, cái này là cái gọi là ngoái kích đẻ, ngoái kích đẻ nhé. Áng chừng là mình sẽ lấy nó là 1/4 của cái gói này. Cái này mục đích của nó là nó trong này có gói hút ẩm này. Mục đích của nó là mình sẽ cung cấp thêm vitamin và dinh dưỡng cho ong. Và cái này gọi là cái kích đẻ là sẽ kích cho con ong chúa nó đẻ tốt hơn, cho đàn ong của bác nó phát triển tốt hơn nhé. Đấy, rồi được 1/4 rồi. Cái này thì mình cứ nêm nước làm sao để cho nó vừa độ dính, không bị nhão quá, không bị khô quá, để sau mình sẽ bo lên trên xà cầu ấy. Khi bo lên trên xà cầu thì mình sẽ có hai cách bo. Các bác nào ít mà tỉ mẩn thì các bác gọi là cái này không biết em trang bị nhão quá. Nếu mà nhão em sẽ phải cho thêm bột, cho thêm bột ở trên phấn. Đấy, cái này hơi nhão rồi, hơi lỡ tay rồi. Em lại thêm cái bột phấn vào nữa. Thì các bác nào kiên trì cẩn thận mà có ít thì mình lấy thìa, lấy thìa mình giải lên xà cầu dần dần. Các bác nào có nhiều ấy thì sẽ cho vào trong cái túi bóng, sau đó mình bóp nó tuôn lên trên xà cầu của nó theo cái đường chỉ ấy. Và các bác lưu ý nhá, khi mà cho lên như vậy ấy, đối với ong nội là các bác sẽ phải bỏ thước ngăn ra, bỏ thước ngăn ra thì con ong nó mới đi theo cái đường khe đó để nó lên nó ăn. Cái này là bị loãng quá rồi, sau em sẽ pha thêm ít bột đậu, ít phấn nữa. Đấy. Đây này, chưa tơi hết này. Cái này em sẽ xử lý sau, ví dụ như này. Okay, các bác làm sao ấy để cho nó vừa mềm, nó vừa độ dính mà khi các bác giải ra ấy, nó sẽ không bị chảy là được. Nó cũng đơn giản vậy thôi. Thế đây là cơ bản là cái quá trình mà mình làm bột, chuẩn bị bột để cho ong ăn. Thì sau em sẽ đến với trại ong thực tế, em bơm lên xà cầu, em đổ xà cầu ấy, thì sẽ quay tiếp video cho các bác xem. Thì đây là trong cái quá trình làm bột. Thì cơ bản nhất cái này mình căn được cái nước ấy, thì do các bác căn làm sao cho chuẩn, không bị nhão. Nhưng mà cái tỷ lệ ấy, của nó là 1/4 này, 3/3 đi với 1 bột đậu tương, đi với 1/1 đấy là đi với 1 cân đường là hợp lý nhất. Còn các bác mà cho phấn không ấy thì nó hay bị chảy, hay bị rời, nó không bột đậu, nó không được bết, nó không được miễn. Và thứ hai nữa là ong nó sẽ ưa chuộng hơn, nó sẽ thích hơn. Rồi, quan trọng nhất là cái dinh dưỡng kích đẻ nhá, các bác bổ sung vào thì tuyệt vời luôn. Rồi, xin chào. Để sau em sẽ cho các bác xem cái cảnh thực tế mà em bơm lên xà cầu nhé.